hợp lý nha mọi người ơi. Trời ơi em được đi Paris thật nè. Paris. Ôi, trời ơi tuyệt vời luôn. Thủ đô của thời trang đó con ơi. Hôm nay là quang hùng Paris Bana. Ôi giời ơi. Đặt hàng liền giùm em nha mọi người ơi. Dạ. Đặt hình nhanh lên có lên mọi người ơi. Con có thể năng con có thể năng năng lượng nó vào việc hỗ trợ ba bán hàng được không? Chớp đơn liền. Kêu con năng lượng giờ năng lượng là con cần năng lượng chứ không phải năng lượng. Trời ơi, không có chạy nước quá má ơi. SOS thiệt luôn á. Trời ơi. Ho thầy ơi, ho đi thầy ơi, ho đi thầy ơi. Hôm nay ba mình kêu là mình phải ra Tết nha. Sơ rơm. Thôi không sao, Lan lấy lại thì cảm xúc chắc chắn. Mình quẩy tới luôn. Đúng rồi. Yeah. Một trăm đi em ơi, chơi cho tôi. Lấy cho tôi cái mình cà rô, ta ca một bài. Hôm nay khoái, khoái. Dạ, cả nhà. Đang liền giùm em đi mọi người ơi. Ho ta cần mày bình tĩnh. Thầy ho nè, thầy ho lên. Bình tĩnh rồi à. Mày vui 1-2 phút thì được. Mày vui okay, như này ta không thích thì này. Như tôi nằm ngồi. Nằm. Không nằm. Giờ ta cần mày bình tĩnh lại. Ủa đúng rồi. Đẹp quá, giống như là Ủa chị nói em. Chị nói em. Yeah. Ủa không hả chị nói. Đừng chị nói mì chứ không nói em lộn. Hồi nãy chị nói em đâu biết. Tao muốn mày mang năng lượng vào để mày hỗ trợ tao bán hàng chứ không phải kiểu mày đứng mì mày quẹo quậy vậy. 1-2 phút thì được. Nhiều quá nó không hay. Chứ tao vui vẻ mà. Tao thấy đau đầu. Vui vẻ quạo mà. Tao thấy đau đầu. Ăn nào. Dạ nhớ chốt đơn giùm em nha mọi người. Mày mà nhiệt tình như kiểu mày cầm sản phẩm mày hỗ trợ tao thì nó sẽ được nhiều người yêu mến hơn là mày đứng mày la hét trước like. 1-2 phút thì ok nhưng mà nó kéo dài thì nó làm cho cảm xúc của mày không kiềm chế được. Nên là mày bình tĩnh lại, uống một ngụm nước xong rồi ra tỉ mỉ lại vào. Ho rồi đó, ho. Mày đừng để tao ho nha. Ủa chưa ho, chưa ho. Tao mà ho là tao ho ra đời đó. Ho là ho ra đời mọi người. Rồi ok, bây giờ là 20 phút. Rồi. Ê. Dạ cả nhà ơi, chốt đơn giùm em combo serum và sữa tắm che rơi. Serum và sữa tắm che ghi nha mọi người ha. Sữa tắm che ghi nha mọi người. Thầy rất là mê ly nha mọi người ha. Và mọi người đặt hàng liền cho em sữa tắm che ghi với ưu đãi là rất ok. Mình kèm theo được ở đây là chai serum giảm thâm quần mắt rất ok luôn mọi người ơi. Dạ 299 là mình bà kèm theo bà. Cái giáp chơi đó mọi người ăn bà rồi đặt hàng kệ bà rồi mình còn 10 phút nữa thôi là 22 giờ rồi mọi người ơi, chúng ta vào trong sổ hàng và chốt đơn nha. 10 phút là 22 giờ rồi và cuối bà. Cuối live mình sẽ cho mọi người thấy được một bà. Cái tuyệt tác. Dạ đặt tôi hàng liền rồi ok là rồi chốt đơn nha, chốt đơn nha mọi người mấy anh khoai khoai. Dạ ok luôn. Ta ca cho mày thấy là nhưng tao mà nó gì nó không phải kiểu mà hét họ biết tai như vậy hả? Nó theo kiểu là dân chơi dịu dàng nó relax hiểu đúng không? Rồi, ta vừa chill. Ta vừa giới thiệu sản phẩm tập kết hợp à. Dạ đúng rồi ok mọi người ơi, đang có cái sản phẩm đang ở trên là serum giảm thâm cộng với lại sữa tắm cherry, mọi người chốt đơn nha. Cầm chai sữa tắm lên thấy anh khoai thấy con chó hàng xóm mang về nhà mà tắm luôn. Một chai 285k trong phiên live này bây giờ chỉ xem con có 100 mấy thôi. Đúng rồi mọi người ơi, ủng hộ giùm mình chưa đấy, mình mang cái năng lượng nó vào việc bán hàng như vậy nó phải hay hơn. Nó nhẹ nhàng, nó chill thôi, nó thư giãn gì đó mọi người đó. Rồi tuyệt vời cộng với lại serum giảm thâm nào mọi người, mua liền cho em nha mọi người ơi, không là ổn nha mọi người ha. Hai chai sản phẩm này là 610 và trong phiên live này giá chỉ còn 274 từ vào trong phiên live để mà chốt đơn đi mọi người. Nào mọi người ơi, chúng ta vào trong giỏ hàng và chốt đơn nhé. Lên đồng nha. Chúng ta chỉ còn có 9 phút nữa thôi. Đấy giờ mày lại ra mày lục lọi. 100 chốt, 100 mấy mọi người chốt cho em mấy cái đơn đi mọi người. Cầm đơn lên chốt mấy chục cái thấy là khoái vui là vui liệt nhiều giùm em mọi người ơi. Dạ.
vào mua đặt hàng lì giùm em nha mọi người, hôm nay ưu đãi rất là nhiều rồi, mình vào mình chốt đơn mình đặt hàng là quá tuyệt vời, quá ok là mê ly luôn. Phấn trắng có kèm hình, có kèm hình cho chị em mình nha, chị em mình rất là nhiệt tình, chị em mình phải chốt đơn nhiệt tình giùm em nha mọi người ơi, nhanh lên mọi người ơi, quá là ok luôn nha, phấn rất là ok nha mọi người ơi, trời ơi tài là mê nha mọi người. Phấn này là mình trang điểm nè, mình sử dụng để mình đi chơi đi tuyệt ha, mình đi gặp đối tác khách hàng là rất là suôn sẻ công việc, tại vì mình sử dụng để mà mình làm đẹp là rất là ok luôn mọi người. Sản phẩm này giúp che khuyết điểm nè, giúp cho mình đều màu da và chống nắng cho mình lên luôn, và mình đi ngoài mưa ha, hay là mình đi ngoài đường mà mồ hôi ra thì không có bị trôi nha mọi người.